Quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Phước Hưng xin kính chào quý vị khán giả thân thương và chào Minh Châu. Cha của bộ bữa nay Minh Châu có chuyện gì mà sao thấy nét mặt suy tư vậy? Không phải là có chuyện gì nghiêm trọng hết, nhưng mà có một cái yêu cầu này, một cái tình huống của một khán giả nam, mình cùng xem nha. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Mình tên là Đăng, mình ở Hóc Môn. Chương trình biết không, hàng năm vào mùa Du Lan á, gia đình Đăng thường cùng nhau ăn chay, mà ăn tới cả tháng lận. Hôm nay Đăng muốn đổi món và đổi khẩu vị, tạo sự bất ngờ cho ba mẹ, nên Đăng muốn tự tay nấu một món chay thật là ngon để đãi cả nhà. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không biết nên làm món nào, nên hôm nay Đăng muốn nhờ chương trình giúp Đăng thực hiện một món chay thật ngon, thật lạ, mà đặc biệt á là phải dễ làm để Đăng có thể tự tay chế biến nữa chứ. Mong chương trình giúp Đăng. Cảm ơn chương trình nhiều. Chàng trai này có hiếu quá ha. Mặc dù đã qua lễ Vu Lan rồi nhưng mà hôm nay là 1 tháng 8 thì vẫn là ngày ăn chay đó. Hưng sẽ giúp cho anh chàng đó đúng không? Tất nhiên rồi đó. Lúc nào Phước Hưng cũng luôn ủng hộ các bạn nam vào bếp giống như Hưng vậy đó. Đúng rồi. À mà Hưng ơi, hình như mấy món chay á thì mình phải chiên hay là xào thì nó mới ngon đúng không? Không hẳn lắm đâu, thường thường cái món chay chúng ta có món hấp lại càng ngon hơn đó. Ôi ví dụ như món đậu hũ hấp La Hán đó. Vậy thì ngày hôm nay Hưng sẽ hướng dẫn cho chàng trai này và cả quý vị khán giả món ăn này đúng không? Đúng rồi đó Minh Châu. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện một món chay, đó chính là món đậu hũ hấp La Hán. Nguyên liệu 4 người ăn thì chúng ta cần có một miếng đậu hũ non, cải thìa, nấm đông cô, gừng, 100g dăm bông chay, kỷ tử, dầu hào chay, dầu mè, bột năng và các gia vị thông thường, đặc biệt không thể thiếu trong món chay đó chính là nước tương Phú Sĩ. Bước đầu tiên thì Phước Hưng sẽ cắt cái phần dăm bông chay này ra. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ cắt cái đậu hũ này ra. Khi mà chúng ta thực hiện cái món đậu hũ hấp La Hán này đó thì chúng ta phải tìm và mua được một cái loại đậu hũ non, tại vì non là nó sẽ mềm và nó thích hợp với cái món ăn này hơn. Khi mà chúng ta mua cái nấm đông cô tươi này ở ngoài chợ về đó, chúng ta cắt bỏ đi cái phần chân nấm của nó thôi, rồi chúng ta rửa, chân trong cái nước rửa đó chúng ta có cho tí xíu muối rồi chúng ta để ráo. Bây giờ thì ở đây thì Hưng sẽ tỉa một cái hoa ở trên cái mặt nấm để cho nó đẹp. Hưng sẽ bắt cái nồi nước lên, chúng ta luộc cải thìa. Có một cái bí quyết nho nhỏ đó, chúng ta cho một tí xíu muối và một tí xíu dầu ăn vào trong nước, cải nó có sẽ xanh hơn nè. Khi sôi thì cải nó cũng mướt hơn và khi vớt ra là bóng hơn. Hưng sẽ cho vào tí xíu muối, một tí xíu dầu ăn, cho hết cái phần cải thìa này vào. Bây giờ cải nó đã được rồi, giờ chúng ta bếp phải nha. Vớt ra một cái tô nước lạnh nè. Mình trụng sơ qua đúng không? Vớt nó ra để chung với cái tô ngâm cải thìa đó. Phần cải thìa của chúng ta luộc xong thì Hưng sẽ chẻ đôi đi. Nguyên liệu của chúng ta đã sơ chế xong thì bây giờ cái này là cái công đoạn quan trọng cho cái món ăn này nha. Đó chính là sắp đó. À, nhưng mà mình phải tiết kiệm thời gian nữa chứ. Châu nghĩ là mình nên bắt cái nồi hấp lên cho nó sôi, sau khi Hưng sắp xong thì mình cho vào hấp luôn. Hưng sẽ cho cái phần đậu hũ lên. Kế tiếp là một miếng dăm bông chay, một lát gừng. Cái gừng này nè, nãy giờ Hưng không nói thì Châu quên mất, sao lại có gừng ở đây nữa vậy Hưng? Tại vì trong cái món ăn chay lúc nào nó cũng có cái tính hàn rất cao. Thì hôm nay thì Phước Hưng cho gừng vô để cho cái nồng độ nóng của gừng đó nó giảm đi cái tính hàn của món ăn, nhưng mà đặc biệt nó làm thơm ngon cho món ăn nha. Ồ, tại vì là cải nè hay là đậu hũ thì đều rất là lạnh đúng không? Đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy ghi nhớ điều này nha. Quý vị sẽ sử dụng gừng trong món ăn này để cân bằng tính hàn và đặc biệt là sẽ làm cho món ăn có vị thơm ngon hơn. Rồi, và bây giờ chúng ta đã sắp cái phần này xong. Bây giờ chúng ta sẽ pha nước sốt đúng không nào? Đúng rồi, bây giờ cái phần nước sốt này thì quý vị khán giả cho vào cái chén 1,5 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng nước tương Phú Sĩ, một tí xíu tiêu, 1 muỗng cà phê đường nè, 1 ít dầu mè và 1,5 muỗng canh nước lọc. Cho vào thêm cái nước sốt một tí xíu bột năng. Bây giờ thì chúng ta chan nó đều lên trên cái dĩa. Trên đây thì chúng ta hãy cho vài miếng kỷ tử nha. Và bây giờ món ăn của chúng ta đến đây đã gần hoàn tất rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ có việc hấp thôi là chúng ta ăn được rồi đó. Khi mà chúng ta cho nguyên liệu vào rồi đó, chúng ta hấp trong khoảng 10 phút. Trời ơi, nhìn khói bốc nghi ngút như vậy mà hồi hộp quá chừng luôn à. Bây giờ chúng ta đã đủ 10 phút rồi đó Châu. À, Châu bây giờ Hưng sẽ tắt bếp. 2, 3, wow. Rồi, chúng ta sẽ lấy ra. Rồi. Bây giờ Hưng sẽ cho một chén nước tương Phú Sĩ
Vậy là món ăn của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi đó. Phương Hưng sẽ cho Châu ăn thử. Chấm với miếng nước tương Phú Sĩ. Chưa đủ, còn cộng cải nữa. Đây, miếng cộng cải nha. Chấm một miếng nước tương Phú Sĩ nè. Bây giờ cái nguyên liệu nào cũng ngon hết, mình nhận xét cái nào trước đây? Thôi bây giờ gom lại chung một cái mình nói đi. Gom lại chung một cái hả? Ừ. Cũng khó ha, bởi vì mỗi một loại nguyên liệu thì đều có một cái nét đặc trưng riêng. Ví dụ như đậu hũ thì mềm, thơm nè, còn sâm bông chay thì cũng giữ được nguyên cái hương vị. Cải thìa thì rất là giòn, thấm gia vị nè. Bây giờ không biết phải làm sao ta, nếu mà kết hợp chung lại thì chắc là sẽ có một từ thôi là rất thích hợp với yêu cầu của khán giả đã gửi đến cho chương trình. Minh Châu hy vọng là quý vị khán giả sẽ thực hiện món ăn này. Và sau khi mà quý vị đã làm thành công rồi thì hãy cho chúng tôi biết ý kiến của mình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Quý vị cũng đừng quên, hiện nay Món Ngon Mỗi Ngày đã có một website rất thân thiện và chắc chắn sẽ hỗ trợ quý vị rất nhiều trong việc chế biến những bữa cơm cho gia đình, đó là mongonmoingay.com. Tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Hiện nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày có một cuộc thi rất hay, đó là từ nay đến 12 tháng 10 mời quý vị tham gia cuộc thi trổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày với trị giá giải thưởng chung cuộc 30 triệu. Quý vị hãy truy cập ngay vào website mongonmoingay.com để có thể biết thêm chi tiết quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.